ngu vô đây, cắt lên phu vô đây giờ. Lúc trông thế nhỉ. Xong con tay chai lên cho kia. Đốt đầy chân tiếp đỏ quá. Để một hai mới phát nữa. Đây nữa hết đây mà hết chân này chết đỏ quá. Cho nước bọt vào cho nó khỏe. Hết chân thì sao lấy giáp chỗ nào giáp đi giống phải tủ nó ở chỗ này chả biết tủ nó ở đâu. Ô, ở dưới lá cây ấy cả cách nào đút chân thì nó đã đả chân. Ủa tủ nó dưới lá cây khô này. Chả cách nào mình để chân vào ngay miệng hang nó. Cách.
Thế này đứa phải mình đổ ngô lên phải nó rơi ngô trôi ra ngoài đúng không? Đúng yeah. Được không? Già mới để cho già đâu mà bẻ sâu rồi.
Ăn cơm vậy em? Em ăn cơm đi. Thêm mấy cọng rau nữa. Sâu bọ thế, dầu sành đấy, này, nhiều sâu này. Để đấy thôi, chắc không mưa đâu.